Đầu năm nhất định phải mua những thứ này để gia tăng may mắn, rước tài lộc cho cả năm đầy hanh thông, thịnh vượng. 1. Mua muối lấy may. Mua muối vào ngày đầu năm có thể xua tan xú uế, chống lại tà ma và mang lại sự may mắn, tài lộc cho gia đình trong năm mới. 2. Mua lửa ngày mùng 1. Mua lửa đầu năm được coi là tượng trưng cho việc mua ngọn lửa may mắn, sẽ giúp xua đuổi đi những điều không may và đem đến sự phát đạt cho gia đình. 3. Mua gốm cầu hanh thông. Gốm có khả năng tăng cường sinh khí cho ngôi nhà và giúp cân bằng ngũ hành. Lưu ý khi mua với tâm thế thoải mái, mua nhanh, không trả giá không mặc cả, không lật đật vội vàng. Chúc cả nhà có một năm mới tràn đầy tài lộc, may mắn, gia đạo bình an, sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn.